Ngày 19 tháng 1, tại thị xã Nghi Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tặng. Những phần quà được trao cho các em nhân dịp Tết Nguyên đán nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục vươn lên hoàn cảnh, nỗ lực chăm ngoan, học giỏi. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã trao quà cho các trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập và điều trị tại Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia và Trung tâm Can thiệp sớm trẻ tự kỷ thị xã Nghi Sơn.